Dù áp dụng nhiều giải pháp nhưng đến nay, số phương tiện dán thẻ định danh để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng ETC chỉ đạt khoảng 50%, chưa phát huy tốt hiệu quả của hệ thống. Do đó, mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện số 155 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ. Theo đó, để phát huy hiệu quả hệ thống thu phí ETC, góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tỉnh, cơ quan tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị, mô hình phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi để thành công được Viện Phát triển Cộng đồng Ánh sáng Light thực hiện tại hai địa phương Điện Biên và Hà Nội. Thông qua các hoạt động can thiệp hỗ trợ đã giúp nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số tăng cường năng lực kinh tế xã hội, ứng phó với những tác động trong quá trình tự chủ kinh tế và ảnh hưởng của đại dịch. Được thực hiện từ tháng 8 năm 2021 cho đến tháng 2 năm 2022, phụ nữ dân tộc thiểu số tại các địa phương này đã tham gia các nhóm tiết kiệm thôn bản, được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sinh kế hộ gia đình, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt, nhóm phụ nữ di cư dân tộc thiểu số còn được cung cấp thông tin, trang bị kỹ năng di cư an toàn, tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội tại nơi đến và hỗ trợ tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương để đảm bảo quyền lợi của mình. Trên 200 phụ nữ dân tộc thiểu số và gia đình của họ đã được hưởng lợi từ mô hình này. Đây là điều kiện để giúp nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số có cơ hội phát triển tự tin làm chủ, nhất là trong phát triển kinh tế và bình đẳng giới. Cũng như các tỉnh miền núi Trung du phía Bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của đợt rét đậm rét hại lần này. Người dân và chính quyền đang tập trung phòng tránh rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi, ghi nhận tại tỉnh Nghệ An. Trước tình trạng số lượng gia súc, chủ yếu là trâu bò, chết vì giá rét ngày một tăng, nhiều hộ dân ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông đã huy động vật liệu che chắn chuồng trại, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thức ăn và phòng dịch cho đàn gia súc của mình. Nói chung là khi đã mình đã có kế hoạch đầu tư chăn nuôi, thì mình phải có kế hoạch là cái thứ nhất là cái về cái thức ăn là cái cỏ, tích trữ thức ăn cho trâu bò cho đảm bảo. Còn chuồng trại thì đảm bảo giữ ẩm là 100%. Còn sạch sẽ cùng 100%. Nghệ An hiện có tổng đàn trâu bò ước đạt 778.000 con, hơn 30 triệu con gia súc, gia cầm khác. Những ngày qua, nhiệt độ tại các xã thuộc huyện miền núi Nghệ An xuống dưới 8 độ C, có nơi xuống gần 3 độ C. Rét đậm, rét hại đã khiến gần 500 gia súc và gần 350 con gia cầm chết do rét, tập trung ở 4 huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông. Số trâu bò bị chết rét chủ yếu là do bà con thả rông trong rừng, chuồng trại chưa đảm bảo. Thời tiết diễn ra phức tạp và đột ngột. Có những lúc là cái thời tiết là ban ngày 5 đến 10 độ và có những thời điểm ban đêm có những vùng ở huyện Kỳ Sơn đến 0 độ. Huyện đã chỉ đạo phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp và hội nông dân huyện đã có những cái hướng dẫn cụ thể, hướng dẫn thông tin tuyên truyền cho bà con, đặc biệt là người dân mà đang nuôi các cái đàn gia súc gia cầm tại địa phương để có cách phòng chống tốt nhất. Hướng dẫn cho người dân thực hiện đưa trâu bò không thả rống ở rừng mà chiều tối phải đưa về nhà để không là bị sương lạnh, mưa lạnh trâu bò chết. Đồng thời là chuẩn bị củi, than, các cái vật dụng để mà sưởi ấm cho trâu bò cũng như bế nghén, vì các cái thức ăn đầy đủ chính chất thô xanh cũng như là các cái loại tinh bột để mà bổ sung trong những cái ngày mà mưa rét. Theo dự báo, trong những ngày tới, thời tiết sẽ tiếp tục xuất hiện thêm các đợt rét đậm, rét hại với cường độ mạnh hơn. Do đó, chính quyền các địa phương và người dân đã khẩn trương các biện pháp phòng chống đói rét cho gia súc để giảm thiểu thiệt hại. Ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác Chính phủ đã tới kiểm tra tình hình xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và trực tiếp theo dõi đốt lửa lần đầu tổ máy số 1 của nhà máy. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, mốc đốt lần đầu
tổ máy số 1 có ý nghĩa rất lớn đối với ngành dầu khí nói chung và dự án nói riêng, khẳng định sự hồi sinh của dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Đại diện PVN cho biết, đến nay tiến độ dự án đã đạt 88,75%, trong đó công tác thiết kế đạt gần 100%, mua sắm đạt gần 96%, thi công xây lắp đạt gần 88%, chạy thử đạt gần 26%. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng yêu cầu PVN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo mục tiêu hòa lưới điện vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, sau đó vận hành thương mại tổ máy thứ 1 vào ngày 30 tháng 11 năm 2022 và tổ máy số 2 vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Với tổng công suất 1.200 MW, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có quy mô công suất thuộc nhóm lớn nhất khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ USD. Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm nhà máy sẽ cung cấp trên 7,2 tỷ kWh điện cho lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có văn bản yêu cầu Liên Bộ Tài chính Công Thương nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Theo đó, hiện nay bình quân mỗi lít xăng thuế phí chiếm 42-43%, còn dầu là 21-27%. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu hai bộ nghiên cứu báo cáo Thủ tướng về vấn đề này trước ngày 28 tháng 2. Ngoài việc điều chỉnh thuế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì cùng các bộ ngành chủ động trong điều hành cân đối cung cầu thị trường xăng dầu. Bộ Công Thương cần bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Quý vị, đợt rét đậm rét hại vừa qua đã gây thiệt hại không nhỏ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Thống kê cho tới thời điểm này tại các địa phương đã có hơn 3.000 con gia súc đã bị chết vì giá rét. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, đợt rét hại băng giá từ ngày 19 tháng 2 đến nay là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, mạnh nhất trong 40 năm thời cùng kỳ. Nhiệt độ thấp nhất là tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn, âm 1,2 độ C, thấp kỷ lục so với cùng thời kỳ. Theo số liệu cập nhật của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 2, rét đậm rét hại tại các tỉnh Bắc Bộ và Nghệ An đã làm gần 3.000 con gia súc bị chết, trong đó hơn 1.600 con trâu, gần 800 con bò, 460 con gia súc khác. Những địa phương có số gia súc chết nhiều nhất là Nghệ An 773 con, Lạng Sơn 166, Điện Biên 163, Lào Cai 139 con. Ngoài ra, trong đợt rét đầu tháng 2 năm 2022 đã xảy ra 2 vụ ngạt khí do sử dụng than tổ ong để sưởi ấm, làm 3 người chết, 3 người phải cấp cứu. 2 vụ ngạt khí vào ngày mùng 3 tháng 2 và mùng 8 tháng 2 tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Chiều nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ngày trở lại đây, giá rau xanh tại chợ Hà Nội tăng chóng mặt, nguyên nhân là do rét đậm rét hại kéo dài. Tại các vựa rau, nông dân bất chấp lạnh thấu xương vẫn ra đồng cắt rau bán, thu lãi hơn 400 triệu đồng một hecta. Một số người nội trợ phàn nàn, trước đợt rét, to muống vẫn chỉ 7.000 đồng một mớ, cải cúc 3.000 đồng một mớ, cải song 10.000 đồng một mớ to. Thế mà nay rau gì cũng tăng giá, mớ cải song tăng lên 20.000 đồng, rau muống cũng tăng lên 15.000 đồng một mớ. Rau cần 17 đến 20.000 đồng một mớ. Mua rau đủ vài ngày ăn, người dân đã phải chi ra nửa triệu đồng. Tại một số chợ truyền thống tại khu vực quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, quận Đống Đa, thậm chí có loại giá đã tăng gấp đôi so với thời điểm cách đây một tuần. Đơn cử bắp cải giá từ 7.000 đến 8.000 đồng một kg tăng lên 15.000 đồng một kg. Cải song tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng một mớ. Cải ngọt tăng lên 35.000 đồng một kg. Cải chip và cải ngồng giá tăng lên 30.000 đồng một kg. Súp lơ xanh giá cũng 50.000 đồng một kg. Một số loại rau gia vị cũng tăng thêm 5.000 đến 10.000 đồng một kg tùy loại. Các chuyên gia cho biết, những ngày rét đậm rét hại như hiện nay, người dân ngại ra đồng chăm sóc và thu hoạch rau. Chưa kể, thời tiết này rau cũng khó có thể phát triển như bình thường. Thế nên, nguồn cung khan hiếm, giá tăng. Đơn cử như cà chua, do rét đậm rét hại, cà chua không chín nổi. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Rau Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội thừa nhận, đợt rét đậm lần này đẩy giá rau xanh tăng mạnh, có loại giá tăng gấp đôi, cũng có loại giá đã tăng lên gấp 3 lần. Hiện mỗi ngày các thành viên của Hợp tác xã Văn Đức vẫn cắt bán khoảng 70 đến 80 tấn rau củ quả các loại. Hiện mỗi ngày các thành viên của Hợp tác xã Văn Đức vẫn cắt bán khoảng 70 đến 80 tấn rau củ các loại cho đầu mối lấy sỉ. Ông cho biết với giá rau như hiện tại, người nông dân ở vùng rau Văn Đức có thể thu lãi khoảng hơn 400 triệu đồng một hecta rau củ. Dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS của một số ngân hàng điều chỉnh tăng từ đầu năm 2022. Thực tế, một số ngân hàng đã phát đi thông báo điều chỉnh phí dịch vụ tin nhắn biến động qua số dư SMS từ cuối năm 2021.
Ngoài việc giảm bù lỗ, việc tăng phí dịch vụ SMS nhưng miễn phí dịch vụ tương tự trên app banking là để khuyến khích khách hàng giao dịch trên kênh điện tử. Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho biết có hai lý do khiến ngân hàng thay đổi cách tính phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua SMS. Thứ nhất, việc tăng phí có thể giúp ngân hàng giảm bù lỗ từ dịch vụ này. Từ trước tới nay, các ngân hàng vẫn thường xuyên bù lỗ với dịch vụ thông báo qua SMS khi phải trả cước phí khá cao cho các nhà mạng để thực hiện SMS brand name tới khách hàng. Với mỗi giao dịch thì ngân hàng đều phải gửi ít nhất 2 SMS brand name để thông báo. Cước phí này do ngân hàng thanh toán trực tiếp với nhà mạng theo biểu phí tin nhắn dịch vụ tài chính với giá cước cao gấp 3 đến 4 lần SMS thông thường. Trong khi đó thì mức phí ngân hàng thu phổ biến với dịch vụ này chỉ khoảng 8 đến 9 nghìn đồng một tháng. Yếu tố thứ hai khiến các ngân hàng thay đổi chính sách với dịch vụ SMS là không muốn phụ thuộc vào bên thứ ba, nhà mạng viễn thông và hướng khách hàng vào việc sử dụng dịch vụ ngân hàng cung cấp trực tiếp qua app banking. Theo đó thì những nhà băng có phí dịch vụ SMS cao nhất hiện nay đều là nhóm miễn phí dịch vụ tương tự trên kênh ngân hàng điện tử.